Thưa quý vị, ngày 24 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định số 15, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là cơ sở cho việc rà soát hỗ trợ hơn 20 triệu đối tượng theo nghị quyết 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến và thông qua dự thảo đề án chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Để gói hỗ trợ này triển khai kịp thời đúng đối tượng, thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đang gấp rút rà soát đối tượng bị ảnh hưởng để có căn cứ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cùng với các địa phương trong tỉnh, thời điểm này, các cán bộ trong ngành Lao động Thương binh Xã hội thành phố Vũng Tàu đang dùng sức tập trung thống kê đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để tổng hợp danh sách báo cáo về Sở Lao động Thương binh Xã hội. Đội cán bộ phường 2 thành phố Vũng Tàu xuống thông tin về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ và thống kê thiệt hại. Cô Đào Thị Thúy An, một giáo viên trường mầm non tư thục tại thành phố Vũng Tàu, hết sức vui mừng. Từ tháng 2 cho đến nay, các trường học phải đóng cửa để phòng dịch, không có thu nhập nên cuộc sống của cô An gặp bế tắc. Thông tin gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng sắp được triển khai sẽ là nguồn cứu cánh cho cô An cũng như nhiều giáo viên có cùng cảnh ngộ như cô. Nghe tin Chính phủ là đề xuất là cho hỗ trợ cho các cô ấy, nói chung là cũng cảm thấy rất là vui mừng. Mà em cũng mong là nếu có được ấy thì hỗ trợ dùng cho vợ chồng gia đình chúng em. Bản thân em mong muốn là nếu được thì càng sớm thì càng tốt. Nói chung là vợ chồng chúng em nói chung là nó được trợ giúp lúc nào thì mình cảm thấy mình đỡ lúc đấy. Trong quá trình làm việc thì cũng sẽ trao đổi với cấp trên và Sở Lao động để mình xác định cho đúng đối tượng khi mà phân loại ra để mà mình có những cái đánh giá đúng để mà mình kịp thời báo cáo về số liệu và đúng cái đối tượng để người lao động không bị thiệt thòi. Ngay khi Chính phủ ban hành nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã triển khai đến Phòng Lao động Thương binh Xã hội các địa phương tiến hành điều tra sơ bộ đối tượng bị ảnh hưởng của dịch. Để xác định đầy đủ, chính xác đối tượng được thụ hưởng, các bộ ngành Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với cán bộ khu phố xuống từng khu dân cư, đến từng nhà dân để điều tra, nắm bắt thông tin, sau đó chốt danh sách báo cáo về trên. Để nắm bắt rà soát những cái thông tin của các hộ dân mà rơi vào các trường hợp đó, chúng tôi lập danh sách để sẵn. Khi ủy ban chuyển khai phương án là chúng tôi có danh sách gửi về ủy ban kịp thời cho bà con mình hỗ trợ. Và bên cạnh đó chúng tôi triển khai các tổ dân cư là phải rà soát thật kỹ những đối tượng này, tránh trường hợp để bỏ sót một trong các bà con mình sẽ bị mất quyền lợi. Mà khi mà chúng tôi lập danh sách vậy xuống các hộ dân, bà con rất là phấn khởi, mừng lắm. Qua rà soát, thống kê sơ bộ của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, toàn tỉnh có khoảng 83.000 lao động bị ngừng việc, mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động và khoảng 6.000 hộ kinh doanh cá thể bị tạm dừng hoạt động kinh doanh do dịch COVID-19. Ngoài ra tỉnh còn có hơn 4.080 hộ nghèo, cận nghèo, hơn 28.600 đối tượng bảo trợ xã hội và hơn 12.300 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần. Từ tháng 2 đến nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều người bị mất việc, khiến cuộc sống rơi vào bế tắc. Vì vậy, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ triển khai trong thời điểm này là rất kịp thời, khiến người dân phấn khởi. Bệnh dịch tới giờ thì gia đình không có đi làm được. Mình lớn tuổi tối ngày ở nhà với thằng khuyết tật, chậm thì không có đi làm được. Khi mà mình gia đình nghe nhà nước ủng hộ cho hỗ trợ cho gia đình rất vui vẻ, mừng, phấn khởi. Để gói hỗ trợ của Chính phủ nhanh đến tay người dân, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương có sự thống nhất trong việc thống kê đối tượng, đảm bảo yêu cầu khẩn trương, minh bạch, chính xác và đúng đối tượng. Tôi cũng đề nghị là trong quá trình tổ chức thực hiện cái này, nội dung này thì cũng phải có một sự giám sát. Ở địa phương các đồng chí phải thành lập các cái tổ giám sát công tác là khảo sát rồi rà soát đối tượng rồi tổng hợp danh sách xử lý các cái tình huống ở địa phương kịp thời báo cáo về cấp thẩm quyền để xử lý. Mục tiêu là chúng ta tránh có sự trùng lắp đối tượng
chúng ta không để sót đối tượng, nhưng mà chúng ta không để là chi sai đối tượng, không để trùng lắp đối tượng. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định số 15, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong quyết định này, Chính phủ có quy định và hướng dẫn cụ thể từng nhóm đối tượng bị ảnh hưởng và có sự phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết thúc quá trình rà soát để sớm chi tiền hỗ trợ đến người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Ngoài gói hỗ trợ của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, cận nghèo chuẩn tỉnh và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với số tiền hơn 8 tỷ, trích từ nguồn ngân sách của tỉnh.